Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Một năm nữa đã trôi qua với Kamen Rider. Chúng ta đã chính thức kết thúc series Gacha với 50 tập phim. Và tập cuối cùng của bộ phim đã cố gắng nhồi nhét rất nhiều thứ. Thậm chí tên Rider Eldorado cũng chỉ xuất hiện đúng tập phim này. Hắn ta liệu thể hiện được điều gì? Và Gacha đã động lại gì cho mình sau tập cuối này? Chúng ta sẽ cùng mình điểm qua tập cuối của Kamen Rider Gacha. Và mình cũng sẽ đi một chút cảm nhận về series Gacha sau một năm vừa qua. Trước khi bắt đầu video, cho mình xin quảng cáo Rider On Shop nhé. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riders On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Mở đầu với khung cảnh logo của Gacha được bao phủ bản vàng kim, cũng giống như trong movie Daybreak. Tên Dorado được chuyển hóa từ Zirian. Hắn ta cũng một lần nữa sẽ hóa vàng cả thế giới. Ở tập trước, hắn ta đã chuyển hóa thành hình dạng tối thượng của mình, Kamen Rider Eldorado, và tạo ra chiếc Rubik vàng kim, thứ cũng chính là căn cứ khổng lồ trên bầu trời của hắn. Hắn ta đã biến kẻ đầu tiên trở thành vàng nhằm răn đe thế giới. Đó không ai khác ngoài thầy Minato. Trước khi bị hóa toàn thân thành vàng, thầy Minato cũng để lại lời nhắn cho Hotaro. Tất nhiên đó vẫn là những lời sáo rỗng như hãy tin vào ước mơ và tiến về phía trước bằng chính niềm tin đó. Jiren cũng không muốn tham chiến ngay lập tức, mà hắn ta như bao tinh trùm khác trở về căn cứ của mình, quan sát cả thế giới và để đội quân của hắn hóa vàng cả thành phố. Những nhân vật phụ cũng dần bị hóa vàng nhằm cứu thoát của nhóm nhân vật chính trốn thoát trong căn cứ của mình. Jiren cũng nhìn cả thế giới với ánh mắt đượm buồn. Hắn ta suy nghĩ tới người cuối cùng, một trong ba chị em bóng tối người còn sót lại, Clouter. Cô ta cũng đã tìm được ước mơ của mình nhờ Hotaro, ước mơ bảo vệ những người thân trong gia đình của mình, và cả hai chị em của mình đều đã bị tiêu diệt bởi Jiren. Và mục đích duy nhất còn lại của cô ta là đánh bại Jiren, sử dụng sức mạnh của Red Type 3, nhưng tất nhiên sức mạnh này đã quá Almeta rồi. Một phần đượm buồn, nhưng đây là quyết định của Jiren, hắn ta sẽ không nhường bước. Trở về nhà của Hotaro, anh ấy đã nói chuyện trực tiếp với mẹ mình, tất nhiên không điều gì giấu được những người mẹ. Hotaro đã bị lộ thân phận là Kamen Rider, là giả kim thuật sư từ rất lâu, nhưng mẹ anh vẫn tin tưởng vào quyết tâm của con mình, và nếu anh thật sự muốn chiến đấu, bà sẽ không ngăn cản và sẵn sàng cổ vũ cho anh. Anh đã nhận lấy phần quà của mẹ mình và tham chiến với tất cả những người bạn. Đặc trưng của Nhật Bản cũng như nhà hàng mà mẹ Hotaro đang kinh doanh, nó là nguồn sức mạnh cho tất cả những người còn lại để bảo vệ thế giới. Trận chiến cuối cùng đã đến, đội quân khổng lồ xuất hiện từ khối Rubik vàng đã được tạo ra. Bọn chúng kéo tới và tấn công nhóm Rider. Họ đã chuyển hóa thành tất cả những form mạnh nhất của mình. Ba búp bê mới mà tên Jiren triệu hồi là chính ba tên chúa tể bóng tối. Bọn chúng chỉ còn là những cái xác không hồn và tham chiến với những Rider. Còn trong lúc này, Jiren đang đối mặt với Clouto. Cô ta đã sử dụng hình dạng Type 3 của Red, nhưng đó vẫn chưa đủ. Thậm chí Clouto đã kích hoạt toàn bộ những lá bài copy của tất cả những level X nhằm tạo ra tấn công hủy diệt. Nhưng nó cũng chẳng là gì so với Jiren. Hắn ta thậm chí còn chẳng cần Henshin, chỉ cần một tay là đã bại được Clouto, khiến cô ngày càng suy yếu và chuẩn bị rời khỏi thế giới. Để lại trận chiến bên dưới cho Vavarat cùng với Mace. Hotaro đã triệu tập giả kim thuật sư của mình, tạo ra chiếc thang trời dẫn tới khối Rubik vàng. Anh ấy chợt nhớ ra mình là Kamen Rider nên triệu hồi chiếc xe, di chuyển lên chiếc thang này, xông thẳng vào căn cứ của kẻ thù. Ở trận chiến bên dưới, về phần Vavarat, trận vừa rồi với toàn bộ sức mạnh của mình, Zizit còn chẳng phải là đối thủ với Kurogane Vavarat, thì lần này chỉ là một clone, hắn dễ dàng bị Vavarat dứt điểm với cú chém cực kỳ nghệ, ngọn lửa bạc, ngân viêm, xé toạc hình bóng ảo mộng này, cùng với lời châm chọc của Vavarat, thất bại trong tất cả mọi chuyện và trở thành một con búp bê, để thật sự là điều mà người hướng tới sau Zizit. Về phần của Mace, sau khi Hotaro rời đi, cô phải đối mặt với cả hai tên chú tại bóng tối, giả vờ bị ăn hành để cha mình ra giúp đỡ. Cả hai cha con đã cùng phối hợp để tung ra cú Rider Kick tạo thành hai cơn lốc xoáy kết liễu tới hai tên chúa tể bóng tối. Sau khi đến được căn cứ của tên Jiren, Hotaro đã đợi lấy Clouto. Cô đã cảm ơn Hotaro cũng như trút hơi thở cuối cùng và đến nơi gặp hai chị em còn lại của mình. Jiren luyên thuyên về ước mơ, tương lai hay tất cả mọi thứ. Chúng chỉ là thứ hư vô, chỉ có vàng, thứ mà giả kỹ thuật hướng tới mới là sự trường tồn. Vật chất mới là thứ trên tất cả, những nhận thức và ước mơ chỉ là thứ ngu muội mà thôi. Trận chiến không hề tránh khỏi diễn ra, hai mảnh long phà ngọn lửa rực cháy của mình vào nhau để chuyển hóa hai Rider trở thành Rainbow Gacha cũng như Eldorado.
trận chiến nảy lửa giữa cả hai đã diễn ra. Mặc dù đã đánh hội đồng nhưng Rainbow Gacha cũng không thể nào xuyên thủng lớp giáp vàng gold của Commander Eldoro. Hắn ta đã dễ dàng đánh bại hai phân thân của Rainbow cũng như áp đảo cả anh, khiến Digimon phải dính một đòn hóa vàng, mất đi nguồn sức mạnh. Hình dạng Rainbow Gacha đã không thể duy trì, anh trở về hình dạng cơ bản. Tất cả những form từ khổng lồ cho tới di chuyển, anh đã tận dụng tất cả những combo của Gacha nhằm tấn công Eldorado, nhưng hắn ta dễ dàng hóa giải và hóa vàng tất cả mọi thứ. Đến hình dạng Platinum Gacha cũng chỉ là thứ bạch kim vớ vẩn trước sức mạnh vàng Ryu. 4 số 9 là không đủ để diễn tả Eldorado, hắn ta thậm chí phải gọi là 9 số 9 mới đúng. Nghiền nát Platinum Gacha hóa vàng cả hai level từ Hopper và Liner. Hắn ta sử dụng nguồn sức mạnh đã hóa vàng của Nichigon, biến hóa đội quân của mình, hóa vàng toàn bộ nhóm bạn cũng như Hotaro, và gần như đã hóa vàng cả thế giới. Nhưng lúc này Jiren nhận ra mình đéo phải nhân vật chính. Hotaro bằng nguồn sức mạnh, niềm tin, tình bạn và tất cả gì mà nhân vật chính có, anh ấy đã bước đi. Mặc dù bản thân đã hóa thành vàng, những ký ức này đã tạo nên sức mạnh của Gacha. Anh thức tỉnh giả kim thuật mạnh nhất, hóa tất cả mọi thứ từ cát bụi trở thành một chiếc driver, luyện hóa ra driver hoàn toàn mới, kết hợp cùng với Hopper và Liner trong hình dạng mới để tạo ra Ultima Gacha, một form cũng giống như Saber Almighty hay Releasing Zero One. Nó đéo khác gì form cơ bản, tưởng chừng như vậy đã đủ hoang đường. Anh còn chuyển hóa cả thế giới và tất cả nguồn sức mạnh vàng kim của Eldorado trở thành một thế giới mới, nơi mà anh sẽ cùng tất cả những Chemi chung sống. Sử dụng một đấm để hất tung Eldorado đến một không gian khác để dễ chiến đấu hơn, anh tập hợp tất cả những Chemi nhằm ra đòn quyết định. Cả hai form lao vào nhau với cú Rider Kick trứ danh, nhưng sau lưng của Ultima Gacha không phải chỉ có mình anh, mà có sức mạnh của tất cả những Chemi tụ hợp lại với nhau để kết liễu tên Eldorado, hay chính xác là Jiren. Nụ cười của Gacha cũng như câu nói Gacha của anh đã vang lên. Gương mặt và nụ cười này cũng thể hiện rõ series Gacha là một series thành công như thế nào. Các bạn hơi zoom cận cảnh để nhìn thấy nụ cười của Hotaro. Hình ảnh của tất cả những Chemi cùng với Hotaro mới chính là Chemi History, thứ mà Jiren đã hiểu lầm là thế giới vàng kim và hòn đá triết gia mà hắn ta hằng mong muốn. Tương lai mới đã được mở ra trong thế giới của Gacha sau khi đánh bại Jiren. Hội giả kim thuật đã chiêu mộ rất nhiều sinh viên mới, cũng như Vavarat và thầy của anh cũng đã tiến bước để bước tiếp ước mơ của mình. Kudo thì muốn vượt qua cha và trở thành giả kim thuật mạnh mẽ nhất. Tất cả những sự thay đổi của thế giới này đã được Hotaro nói với Renjin. Cuộc nói chuyện đang diễn ra, mẹ của Hotaro đã nhắc anh về ngày đặc biệt, ngày mà thế giới do Gacha tạo ra sẽ là nơi mà tất cả những Chemi cùng chung sống. Anh cùng với những người bạn giả kim thuật của mình và người bạn thân cùng với anh tại trường học đã đến thế giới mới, nơi mà tất cả mọi người sẽ cùng nhau khám phá và chung sống với Chemi. Kết thúc cho series của Gacha với những hình ảnh được hồi ức từ Kamen Rider Gacha từ tập đầu cho tới tập cuối cùng này. Nối tiếp kết thúc của Kiss khi gặp Gacha, Man Rider thật sự trong series đã xuất hiện. Legend đã gặp một chàng trai mới trên đỉnh một tòa nhà, bức màn giữa những thế giới được tạo ra. Kamen Rider được trao cho chiếc kẹo gummy với sức mạnh của Kuga, Kamen Rider Gop. Đây là ý tưởng của Hotaro hay là ý tưởng của Legend? Đó là một bí mật không có lời giải. Gavi đã tặng cả hai gói kẹo nhằm hòa giải tình anh em giữa hai người. Kết thúc cho series của Gacha với Rider tiếp theo, Gavi. Như vậy thật sự Gacha đã kết thúc. Mình sẽ nói nhanh về series của Gacha. Để lại trong ấn tượng của mình, Gacha không có quá nhiều điều đặc sắc. Nó chỉ là một series Kamen Rider để bán đồ chơi đơn thuần mà thôi. Vật phẩm lần này là những Chemi card, những vật phẩm từ thẻ bài Pokemon cho thẻ bài của Yu-Gi-Oh đã được chứng minh sự thành công. Một bước chân để nhảy vào một lĩnh vực đã có rất nhiều hãng đồ chơi đang kinh doanh, cũng là nước điêu khá liều lĩnh, nhưng dù sao nó cũng là bước thành công của Kamen Gacha. Với tạo hình và thiết kế, những Chemi đều có sự đặc sắc riêng, từ loại card đơn thuần cho đến loại card siêu hiếm đều có một sự phân cấp rõ rệt. Đó là về phần đồ chơi cũng như những Chemi card. Còn về phần nội dung và nhân vật, Gacha thật sự sở hữu dàn nhân vật chính thuộc loại tuyệt vời. Phần nhân vật mình cũng không nói quá nhiều, vì về phần diễn xuất thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Có người cảm thấy như vậy đã ok, nhưng có người khó tính hơn thì cảm thấy nó như vậy là quá thô cứng, nên mình chỉ nhận xét như vậy thôi nhé. Còn về phần kỹ xảo, thật sự mình cũng không thấy có quá nhiều điều đặc biệt trong phần kỹ xảo của Gacha. Đến cả sức mạnh của Eldorado hay sức mạnh phi lý từ Ultima Gacha cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Phần kỹ xảo Gacha thể hiện rõ nhất qua tấm hình tất cả những Chemi tụ họp. Một số model của những Chemi tất nhiên là model quá nhiều nên họ không thể nào làm hết, nhưng có một số cái thậm chí chỉ là những tấm hình được gắn vào cho đủ khung hình, chứ nó không phải là ngoại ảnh 3D. Còn ngoại ảnh 3D về những Chemi thì chất lượng thế nào các bạn hãy xem ảnh cuối nhé.
Phần kỹ xảo đặc biệt nhất của Gacha có lẽ đến từ phần những lá chem bị kẹt khi chúng chuyển động 3D trong tấm hình cực kỳ mượt mà, tạo nên cảm giác như chúng đang sống trong lá bài chứ không phải bị phong ấn trong đó. Cuối cùng là phần nội dung. Phần nội dung của Gacha nó cũng chính là trận chiến của Gacha cùng với Eldorado, xuất hiện hoành tráng, khả năng bá đạo nhưng kết thúc thì cực kỳ trống vánh. Mọi thứ đều vô cùng vội vã như sinh ra để bán đồ chơi, đúng với tiêu chí của series Gacha, không để lại quá nhiều ấn tượng về mặt nội dung. Nội dung ổn thì không đúng, chỉ tầm ở mức tạm được mà thôi. Những tập phim hay và để lại ấn tượng tất nhiên vẫn có, nhưng để 50 tập mà chỉ để lại ấn tượng vài tập thì thật sự series này liệu có thành công hay không? Và đó cũng là toàn bộ những gì mình nhận định về Kamen Rider Gacha suốt 50 tập phim, và chúng ta sẽ chào đón Kamen Rider mới Gavi vào tuần tới. Mình là Rideon, các bạn có cảm nhận gì về series này hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Thanks for watching, bye.